Thưa quý vị, do mưa lớn những ngày qua, nhiều vùng trũng thấp tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị ngập sâu trong nước, khiến hàng loạt hộ dân phải điều đứng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang vào sáng nay. Thưa quý vị, sau nhiều ngày liền mưa lớn thì một số vùng trũng tại khu vực xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đã ngập trong biển nước và người dân chỉ có thể sử dụng ghe thuyền để vận chuyển, di chuyển cũng như là lấy nhu yếu phẩm từ ngoài và cũng như mong đợi chính quyền địa phương có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các vùng trũng tại thôn Trung Sơn, các thôn Quang Nam, Trường Định là những khu vực tại xã Hòa Liên chịu ảnh hưởng nặng nhất do đợt mưa này. Riêng thôn Trung Sơn có khoảng 80 hộ dân sinh sống tại nền đất thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Hầu hết người dân đều đã bị ngập tới hơn nửa người. Người dân cho biết nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn, khả năng cao sẽ phải di dời toàn bộ khu vực này. Đáng nói hơn, dù cho mưa ngớt thì mực nước rút tại đây vẫn sẽ rất chậm do không có kênh thoát nước chung. Bắt đầu vô là sáng hôm qua là đã vô đến nhà rồi. Là đến bây giờ là nước là còn mực cao, phải không? Chẳng hạn như mấy anh xem đó. Những cái đồ đợt ở đây là bây giờ bị ngập hết. Những cái hồ này thì bây giờ là nó đang cô lập. Những sinh sống thì phải là dùng mấy chiếc ghe để đi. Bây giờ đến mùa mưa bão cho học sinh, bây giờ mấy ngày nay là không có điều kiện để đến lớp được cái chỗ này. Lớn nữa, còn ngàn lớn nữa, khu công nghiệp cũng ra, không đường thoát, không nổi là không ứ lại tái tràn như luôn này. Do đi lại khó khăn nên những hộ dân sống trong khu vực này phải nhờ cậy bà con ở các vùng lân cận mua hộ nhu yếu phẩm lương thực để tích trữ dần. Còn đồ đạc trong nhà thì bị ngập nước, hư hỏng hết. Người dân hy vọng địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ kịp thời trước khi ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi thì cũng kiến nghị là cũng có thể là mình làm cái cung cấp lương thực này vận chuyển bằng ghe máy cho giúp đỡ cho người dân tránh thuận tiện cho đến họ có điều kiện ở sinh hoạt đó. Ngoài xã Hòa Liên thì một số xã khác của huyện Hòa Vang như xã Hòa Tiến, Hòa Nhân cũng bị ngập do mưa lớn. Nhiều diện tích đất nông nghiệp, cây trồng bị úng, hư hỏng nặng. Một số khu vực bị sạt lở nhẹ.